mình xin chào cả nhà mình ngày mới nha. Mình cũng chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là đầy niềm vui và hạnh phúc nha cô chú anh chị. Hôm nay mình sẽ ghi hình lại hôm nay mình bán những gì nha, rồi cập nhật lại cho cô chú anh chị cùng xem là cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng mình, cho cô chú anh chị cùng xem, đồng hành cùng em luôn nha. Từ cả nhà đồ thì cũng có ít đỉnh nè, thì ngày hôm qua mình cũng có khách mình bán cũng nhiều đồ của cả nhà. Hôm nay mình còn ít đồ mình quay cho cả nhà mình xem cho vui nha. Đây hôm nay mình có ốc len nè, đồ quý. Mình có cua gạch cả nhà, cua ghe biển luôn cả nhà. Cua này là đánh bắt từ ngoài biển vô luôn á cả nhà ơi, rất là ngon luôn. Mình gạch của mình bán là gạch khối nha. Đây là cua thiên nhiên từ ngoài biển vô luôn cả nhà, mấy anh em đi đánh lú vô á cả nhà. Đây cua là 2 con ký cả nhà, cua to nè. Còn bên đây là cua nhỏ cả nhà, cua này tầm 4 con ký nữa cả nhà. Cua này là mình bao ngon từng con nữa cả nhà. Đây là cái bản mình bán cua bao ngon bao ăn. Mình có tôm hũ này với tầm sú. Đây cả nhà, tôm hũ đây với tầm sú. Còn bên đây thì mình có ghẹ, ghẹ xanh ghẹ đỏ luôn cả nhà. Mới dọn ra. Rồi bên đây mình có ghẹ nhỏ luôn cả nhà ơi. Ghẹ này là tầm 10 con ký cả nhà, ký 200 này cả nhà ơi. Rồi mình sẽ ghi hình lại ngày hôm nay á cho cả nhà mình cùng xem nha. Yeah.
Hôm nay là mình có đồ rất là nhiều, đồ sống rất là nhiều cả nhà. Thì mình sẽ vô nước mặn nè, xe này là chở nước biển vô cho mình, bán lại cho mình cả nhà. Rồi mình có mực trứng rồi nè. Mực trứng rồi về tôm xuống biển mình mới căng luôn cả nhà. Quá trời ngon. Có mực, có tôm sống, cái nồi này các loại luôn. Ghe mới lên mình mới căng được bóc đại vô đây con nào cũng ngon hết, giòn rất là ngon, mới căng mới lên không teo luôn, không có teo đó bạn ơi, mình có mực giòn mà ở đây không có ai bán mực giòn đâu. Mình cũng được mực sống cả nhà ơi. Đây mới căng được mới mực sống này mình chuẩn bị đi ra quán giao cho người ta cả nhà. Đây là những chiếc tàu đó cả nhà ơi. Những chiếc tàu người ta giờ người ta đang lên đồ vô lên vô rồi lên đồ qua giữa bán đó cả nhà. Lên cá lên tôm lên mực đồ cả nhà. Đây là dưới bãi ghe cả nhà. Nước đang lớn cả nhà. Nước chảy quá trời luôn. Cái ghe đánh bắt ở xa bờ giờ bữa nay vô còn đây trở lại chở guốc đó cả nhà. Này ta đi tay guốc cho cả nhà, giờ ta chở guốc cho người ta những ghe chạy guốc nè, quá trời guốc nhiều luôn, bữa nay xuống guốc luôn.
sẵn luôn. Có ghẹ sống anh trai ơi, ký 150 anh trai, ghe mới lên nè, tâm số sống là mình có đầy đủ luôn nha. Có ăn về ghé coi đi mấy chị, tôm cua ghẹ mực trời rất là nhiều luôn nè. Rồi mình cũng xin kết thúc clip tại đây cả nhà ơi, hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha, thân ái chào tạm biệt.